rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về cái màn hình cảm ứng của con Helios 65 này. Thì trên đây là thông tin nó rất là đầy đủ, nó chia là 1 shot, 2 shot, 3 shot, chế độ manual. Thì ngoài ra nó sẽ có thêm hiển thị cái thời gian nè, khi mình nhấn nó sẽ thời gian nó sẽ chạy không? Đó. Thì qua dấu cộng với trừ để mình tăng giảm, thì cái biên độ tăng giảm là 0.05 giây. Đây, mình vào cái menu thử trong đây có gì nè. Đó. Thì nó sẽ hiển thị là tổng số lượng shot mình đã sai bao nhiêu và từng shot nè. Mình thấy, đó, password. Đó. Đây là cái version của máy thôi. Ngoài ra mình vào đây, mình vào cái menu tiếp này mình sẽ coi được là reset counter, nghĩa là mình có thể reset cái bộ điểm của cái máy này về không ha. Đây. Độ sáng của màn hình mình có thể tăng giảm. Ở đây mình có thể chỉnh cái màn hình của mình nó nhiều màu khác nhau, chẳng hạn như mình chỉnh qua màu xanh nè, màu đỏ để trùng hợp với cái máy của mình màu đỏ nè, màu xanh và blue. Chế độ active mode này á, mình vào đây mình cài thì nó có hai chế độ cho mình. Display có nghĩa là khi mình nhấn trên màn hình thì máy nó sẽ sai cà phê luôn. Micro switch này có nghĩa là khi mình lấy tay cầm á, mình nhấn vào cái nút bên dưới này thì máy nó sẽ sai cho mình. Tiếp theo, logo có nghĩa là khi mình để on, nghĩa là sau một thời gian mình không sử dụng máy thì nó hiển thị cái logo trên màn hình cảm ứng của mình. Standby nè, sau 3 phút thì máy nó sẽ đổi chế độ standby, nó đỡ tốn điện hơn cho mình. Block Do ở đây á, mình thử vào nè, có nghĩa là nó sẽ cho mình khóa bất kỳ một cái định lượng nào mình cần. Hồi nãy màn hình mình thấy nó có ba cái định lượng và một nút manual đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình khóa cái định lượng số 3 đây mình không xài á, mình ra ngoài đó mình sẽ thấy đây nó khóa gì. Per maintenance này có nghĩa là khi mà mình xài một thời gian á, mình cần thay lưỡi dao thì mình sẽ reset lại, thì sau này máy nó sẽ tự động nó báo mình mất hiện thì thông báo bên ngoài là cần bảo dưỡng cái lưỡi dao hay thế nào đó. Thì khi mình bảo dưỡng xong, mình thay xong thì mình reset lại thì nó sẽ lại cái chu trình mới. Ngôn ngữ này, reset về factory nghĩa là reset về cài đặt ban đầu của nhà máy luôn ha. Ok, thì tất cả những thông tin như vậy là về cái màn hình cảm ứng ha.